chào quý bà. Hay công ty Takio gửi đến quý bà con video khui thùng kiểm tra máy đánh vảy cá trước khi đi giao hàng cho khách. Máy đánh vảy cá Takio TK500 được thiết kế với các con chải dày đặc quanh các rô lô linh động giúp việc đánh vảy cá nhanh hơn, sạch hơn và hạn chế việc chày xước tổn hại lên da cá so với các vật dụng đánh vảy cá thủ công. Máy đánh vảy cá nhớt 100%, tỷ lệ sạch vảy từ 80 đến 90% tùy các loại cá, hệ thống rưu lô cước đánh vảy cá, không gây dập hay lát cá. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.